Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022, tối ngày 1 tháng 9, huyện Mộc Châu đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Tiếng gọi mùa yêu. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Tiếng gọi mùa yêu gồm 3 phần: mời gọi, hẹn ước và hội xòe đoàn kết với nhiều tiết mục đặc sắc như vui Tết độc lập, Sơn La trong tim Bác, Việt Lào thắm sắc hoa, tình yêu nông trường. Chương trình nghệ thuật đã giới thiệu với du khách và các nhà đầu tư về Mộc Châu, một cao nguyên xanh, tươi đẹp và mến khách, những tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện. Đến năm nay thì Mộc Châu quay lại tổ chức các cái sự kiện vui chơi, văn hóa, văn nghệ, chào mừng Quốc Khánh thì thực sự là bản thân tôi là người dân của địa phương ấy, thấy là rất là hào hứng và mọi du khách khắp nơi đổ về Mộc Châu, một ngày hội rất là lớn thì thực sự là chúng tôi là người dân Mộc Châu ấy có phần lòng tự hào. Với sự chuẩn bị công phu, các tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật đã mang đến một bản hòa tấu đầy màu sắc của âm thanh, ánh sáng, thể hiện sinh động nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Sơn La nói chung và huyện Mộc Châu nói riêng. Tiếng hát, tiếng khèn hòa trộn với âm hưởng rộn ràng của tiếng cổng chiêng trong đêm hội đã để lại cho khán giả và du khách những trải nghiệm thú vị về miền đất con người của cao nguyên Mộc Châu. Mình lên đây từ sáng thì mình tham gia tất cả các cái chương trình được tổ chức của cái buổi lễ ngày hôm nay, và đặc biệt là tối nay có cái chương trình văn nghệ của các cái vùng dân tộc Tây Bắc, mình cảm thấy rất là đặc sắc và ý nghĩa. Đây là một cách để cho các cái du khách mình có thể là hiểu và mình khám phá được các cái đặc sắc của văn hóa dân tộc và các dân tộc Tây Bắc nói chung. Kết thúc chương trình, các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân đã cùng hòa mình vào vòng xòe truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó. Chương trình nghệ thuật là lời mời gọi chào đón du khách gần xa đến với cao nguyên Mộc Châu, đến với Sơn La để cùng hòa mình vào không khí sôi động của các lễ hội và cùng cảm nhận về mảnh đất tươi đẹp, đầy tiềm năng với những con người giản dị mộc mạc mà thân thiện, giàu lòng mến khách.